Tử vi tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp dương lịch bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 2024 âm lịch tức ngày giáp tý tháng bính dần, năm giáp thìn đến 22 tháng 2 năm 2024 âm lịch tức ngày giáp ngọ tháng đinh mão, năm giáp dần hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe tháng mới này của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí tháng 3 năm 2024 về công việc tháng này cục diện tử vi không mấy suôn sẻ nhắc nhở những chú chuột nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu tốt hơn với những khó khăn và thách thức trước mắt tháng này dễ xảy ra những rắc rối mâu thuẫn ngoài ý muốn điều quan trọng là hãy giữ một cái đầu lạnh chú ý cách hành xử cũng như làm việc cẩn trọng để mọi thứ diễn ra đơn giản nhất có thể tình hình tài chính có tăng có giảm rủi ro tiềm ẩn khá nhiều nếu không có sự tính toán cẩn thận bạn có thể mất tiền bất cứ lúc nào thu nhập là công việc chính tạm thời có thể coi là ổn định đủ để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu và sinh hoạt thường ngày nếu có kế hoạch đầu tư thì bạn nên thận trọng và nhớ là đừng quá tham lam người tuổi tý khá bận rộn với công việc và có thể lơ là trong các mối quan hệ tình cảm của mình những người độc thân rất có thể sẽ xảy ra tình huống hiểu lầm ngộ nhận tình cảm người khác dành cho bạn trong khi đó các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi giận hờn vì thiếu sự sẻ chia tử vi tháng 3 năm 2024 Đông Phương của 12 con giáp sức khỏe của những chú chuột chỉ ở mức trung bình trong tháng này chủ yếu là do áp lực tinh thần tương đối cao có thể gây ra một vài triệu chứng khó chịu cho thể chất của bạn căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đặc biệt là chứng mất ngủ khiến cơ thể bạn thiếu năng lượng và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Bạn nên điều chỉnh lịch sinh hoạt cá nhân và cho bản thân thời gian thư giãn để cơ thể được hồi phục. Hai, tuổi Sửu tháng 3 năm 2024 Nguyệt lệnh Lâm Mộ cho thấy sự nghiệp của Sửu tiềm ẩn nhiều huyền cơ, là hung hay cát vẫn chưa thể nói chắc chắn. Nhưng nếu như ngay từ bây giờ bạn tập trung và nỗ lực nghiêm túc thì chặng đường phía trước sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Tháng này cũng báo hiệu những cơ hội tốt hơn ở phương xa. Bản mệnh có thể sẽ cần chủ động và sông sáo hơn để tìm kiếm, giành lợi thế cho bản thân trước những cạnh tranh không lúc nào thiếu. Tài vận trong tháng này có những điểm sáng thuận lợi. Tuổi này có thể ổn định kinh tế nhờ các nguồn thu nhập đều đạn bản thân con giáp này cũng biết cách kiểm soát tình hình tài chính tốt nên chi tiêu vẫn thoải mái không hề cảm thấy eo hẹp thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư cần phải thận trọng tránh bị lừa gạt chuyện tình cảm ít có tiến triển hoặc mọi thứ diễn tiến theo chiều hướng không thuận lợi bạn chớ nên dành quá nhiều thời gian tiền bạc vào phương diện này hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên các cặp đôi thường xuyên xảy ra những xích mích mâu thuẫn Lúc này, người tuổi Sửu cần kiên nhẫn hơn để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với người yêu của mình. Sức khỏe nhìn chung vẫn tốt nhờ bạn luôn duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ. Ngoài vấn đề sức khỏe thể chất, người tuổi Sửu cũng cần chú ý đến sức khỏe tinh thần của mình, nên giải tỏa kịp thời những cảm xúc tiêu cực và giữ trạng thái vui tươi yêu đời. 3 Tuổi Dần tháng 3 năm 2024 sự nghiệp của tuổi Dần trong tháng mới có thể nói là không có điểm nào để chê cả. Sự quyết đoán và nhanh nhạy sẽ mang tới cho bạn nhiều lợi thế trong công việc. Khả năng thăng tiến cũng cao hơn khi năng lực của bạn được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Nhìn chung, vận may sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều cải thiện trong tháng này bạn nên nắm bắt đầy đủ các cơ hội đồng thời duy trì trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được thành công tương xứng công việc tiến triển tốt đẹp kéo theo thu nhập cũng có điểm sáng con đường kiếm tiền làm giàu ngày càng rộng mở con đường phát triển ngày càng bền vững nếu có cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư bản mệnh nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành sẽ có mối lợi tự nhiên đưa tới tháng này các tinh thiên diêu đào hoa đưa lối, nhân duyên khởi sắc, đời sống tình cảm của tuổi dần khá đặc sắc. Nhiều mối duyên cắt lành ập tới, người độc thân hoàn toàn có cơ hội thoát ế. Hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ để nhanh chóng tìm cho mình đối tượng phù hợp. Sức khỏe cũng rất tốt. Nếu có vấn đề thì cũng chỉ là vài bệnh vặt do thay đổi thời tiết. Hãy chú ý duy trì thói quen sinh hoạt điều độ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ bệnh tật sẽ tránh xa bạn 4 tuổi Mão tháng 3 năm 2024 Xem tử vi chính xác nhất nói rằng về sự nghiệp bản mệnh có thể phải đối mặt với một số thử thách áp lực nhưng đó đều là những vấn đề ai cũng sẽ có lúc gặp phải chỉ cần làm việc tập trung và chăm chỉ bạn hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn và đạt được thành công đồng thời trong quá trình làm việc hàng ngày cũng nên chú ý cách nói năng hành xử của mình để không vướng thêm vào nhiều chuyện rắc rối tình hình tài chính của bạn sẽ được cải thiện nhưng bạn vẫn cần quản lý cẩn thận và có kế hoạch tiết kiệm chặt chẽ Tháng này bạn không mấy hăng hái, cũng ngại tính toán việc gì đó quá phức tạp nên không thích hợp để tham gia vào các dự định đầu tư kinh doanh có tính chất mạo hiểm. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình đều duy trì ở mức hài hòa, hầu như không có biến động mang tính chất tiêu cực nào xảy ra. Nhưng tình cảm thiếu sự lãng mạn sẽ khó tránh phai nhạt. Bạn vẫn nên có những hành động chủ động thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, đừng chỉ biết nhận tháng này nguyệt lệnh lâm bệnh ở mão sẽ gây ảnh hưởng lớn tới phương diện sức khỏe. Tuy con giáp này có thể không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng bệnh vặt khó tránh, tinh thần xuống dốc, dễ bị stress, khiến cơ thể suy nhược. Nam, Tuổi Thìn tháng 3 năm 2024 tư tương hại xuất hiện khuấy đảo mọi thứ, công việc của Thìn thường phát sinh nhiều vấn đề trục trặc bất ngờ, sự nghiệp gặp nhiều thử thách, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không được hài hòa, còn có điểm báo đấu đá ngầm, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thời điểm này bạn càng cần có tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nảy sinh về mặt tài lộc thu nhập của tuổi thìn trong tháng này không tăng là mấy mà còn có nguy cơ thất thoát khó kiểm soát điều này có thể liên quan đến những thách thức nghề nghiệp hoặc do các quyết định đầu tư cá nhân bạn nên tính toán thận trọng trong các hoạt động cầu tài kẻo toàn gặp xui xẻo đầu tư mạo hiểm không phù hợp trong thời điểm này bạn nên từ bỏ ý định đó trong chuyện tình cảm, nhờ có sao bách Việt nên đời sống tình cảm của người tuổi thìn lại có nhiều khởi sắc mạnh mẽ. Người độc thân gặp nhiều thuận lợi nếu muốn cải thiện chuyện tình cảm của mình trong thời gian này. Cơ hội mở ra rất nhiều, bạn có nhiều lựa chọn hơn, hãy cứ từ tốn để tìm ra người phù hợp với mình. Về sức khỏe, vấn đề duy nhất mà bạn cần lưu tâm trong tháng này là giấc ngủ bạn dễ gặp tình trạng mất ngủ hoặc giảm chất lượng giấc ngủ khiến cơ thể uể oải, thiếu năng lượng. Đối mặt với những thách thức trước mắt nếu không có một nền tảng sức khỏe ổn định, bạn rất dễ gục ngã, nên có sự điều chỉnh kịp thời và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. 6. Tuổi tị tháng 3 năm 2024 công việc trong tháng đón nhận nhiều cơ hội tăng trưởng, tình hình ngày càng ổn định, bạn cũng tự tin phát huy năng lực của mình. Sức ảnh hưởng của con giáp này trong tập thể ngày càng được khẳng định, được người trên kẻ dưới trọng dụng, ủng hộ, mở rộng con đường thăng tiến, danh lợi đều được như ý. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đề phòng hung tinh có thể kéo theo tiểu nhân gây họa do ghen ghét với những lợi thế bạn đang có. Tháng này tài vận của những chú rắn sẽ có lúc thăng lúc trầm nhưng xu hướng chung là tăng trưởng ổn định bạn sẽ cảm thấy tài lộc của mình dần được cải thiện đặc biệt là về mặt kinh doanh đầu tư và quản lý tài chính con giáp này có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và thu được lợi nhuận tốt tuy nhiên không nên quá chủ quan làm gì cũng nên duy trì thái độ thận trọng để duy trì vận may về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu xét đánh. Nhưng bạn cũng không nên để cảm xúc che mờ lý trí, nên dành thời gian tìm hiểu về nhau kỹ càng hơn. Gia đạo hài hòa, gia đình là động lực cố gắng lớn lao của con giáp này. Người tuổi tỵ được dự báo vượng vận quý nhân, dễ dàng đạt được điều mình muốn dưới sự hỗ trợ của quý nhân. Xung quanh bạn có rất nhiều người có thể cho bạn những ý kiến hữu ích. Điều này sẽ giúp cuộc sống của người tuổi Tỵ diễn ra suôn sẻ. 7. Tuổi ngọ tháng 3 năm 2024 tháng này công việc gần như là phương diện chịu tác động mạnh mẽ nhất. Khối lượng công việc tăng mạnh, kèm theo cả những áp lực tinh thần khiến tuổi ngọ khá vất vả để đương đầu cũng như tìm giải pháp bản mệnh gần như luôn phải tự thân vận động một mình cắn đáng mọi việc mà không nhận được sự trợ giúp nào tuổi ngọ cũng nên có sự đề phòng trong các mối quan hệ xã giao kẻo bị đâm sau lưng trên phương diện tài lộc tuổi này cũng khó có cơ hội làm giàu trong thời điểm này công việc nhiều nguy cơ còn có thể ảnh hưởng tới các khoản thu nhập cố định người làm kinh doanh đầu tư tốt nhất là nên bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp không nên quá vội vã hay nhắm mắt nghe theo lời rủ dê lôi kéo của bất cứ ai có những thay đổi và bất ổn trong chuyện tình cảm của tuổi này mà bạn không nên chủ quan công việc bận rộn tinh thần bất ổn khiến người tuổi ngọ khó tiết chế cảm xúc có thể làm ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ với người thân Vợ chồng nên chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau vượt qua khó khăn. Sức khỏe của tuổi này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ tinh thần căng thẳng nên cũng có phần xa suốt. Khi áp lực tăng cao, bạn nên chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để tránh gắng sức quá mức và tích tụ stress. 8 tuổi mùi tháng 3 năm 2024, tư xem tử vi hàng tháng chính xác công danh sự nghiệp có nhiều tiến triển rõ rệt. Tuổi mùi được ghi nhận năng lực làm gì cũng được tập thể ủng hộ. Tinh thần làm việc hăng say và sáng tạo giúp bạn đạt thành tích đáng nể. Các mối quan hệ công việc cũng rất hài hòa tốt đẹp, quý nhân có thể là bất cứ ai ở cạnh bạn dẫu vậy cũng đừng vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang càng thuận lợi càng cần tĩnh tâm lại sáng suốt đưa ra lựa chọn mới để không bị tụt hậu tài lộc có tài tinh chiếu mệnh nên nhiều điểm sáng kiên trì làm ăn thì tiền bạc đổ về túi ẩm ẩm rất có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ tiền đến phải giữ thật chặt đừng để tổn thất đây có thể nói là một tháng danh lợi song toàn với bản mệnh nhân duyên được thúc đẩy chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng hài hòa tốt đẹp các cặp đôi có thể tính chuyện kết hôn ngay trong tháng người độc thân vượng đào hoa tuy nhiên rất dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối tối nằm không vẫn nên có sự cân nhắc thận trọng phương diện sức khỏe về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng tuy nhiên bận vẫn nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ bởi tháng này hung tinh bạch hồ có thể gây sự cố bất ngờ. Chín, tuổi thân tháng 3 năm 2024 công việc không có quá nhiều biến động, bạn xử lý ổn thỏa mọi vấn đề, các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn đồng nghiệp quý mến cấp trên tin tưởng hiệu suất công việc không có điểm nào để chê có người may mắn còn được quý nhân trợ lực nhìn chung cơ hội để phát triển khá nhiều song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan tài lộc khởi sắc cả chính tài và thứ tài đều rất khả quan việc làm giàu nằm trong tầm tay tham vọng cũng sẽ có nơi để thể hiện người làm đầu tư kinh doanh khá mát tay nhờ nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này. Tháng này Nguyệt lệnh lâm đất mộc dục báo hiệu đào hoa rực rỡ, cho thấy chuyện tình duyên khá thuận lợi, người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn. Có thể đón tin vui con cái trong tháng có điều đào hoa quá vượng có thể là con dao hai lưỡi gây ra những rắc rối tình cảm tình tay ba phức tạp vẫn nên lưu tâm chú ý sức khỏe dù không gặp tình trạng nguy cấp nào nhưng cũng nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ tập thể dục đều đặn chớ nên mải mê với công việc mà bỏ bê cơ thể thời điểm bận rộn quá cũng nên chú ý sức khỏe tinh thần và giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi thư giãn hợp lý 10. Tuổi dậu tháng 3 năm 2024 công việc trong tháng có chiều hướng lao dốc, hiệu suất và tinh thần giảm sút. Bản mệnh dậu thường xuyên phải đối mặt với cạnh tranh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nhìn chung, áp lực trên vai bạn không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu có thể giữ vững ý chí, thấy khó không nản, khoảng cuối tháng sẽ có cơ hội trở mình dưới sự trợ giúp của các tinh. Tài lộc vẫn chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc nào hung tinh tác động còn dễ dẫn đến nguy cơ hao tài, bản mệnh kiếm được nhưng thất thoát cũng không ít tiền vào rồi lại ra, rất khó tích lũy. Kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn, dễ bị đối thủ cạnh tranh, thị trường bão hòa. Bạn nên có những tính toán đổi mới để lấy lại vị thế. Tháng này chuyện tình cảm của dậu nếu có thể giữ ở mức bình ổn đã là điều may mắn, chớ vội mong cầu những điều lớn lao hơn mà đốt cháy giai đoạn kẻo có thể phản tác dụng các cặp đôi đề phòng có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại người độc thân vẫn còn nhiều chúc chắc do cảm xúc thất thường yêu đương tùy hứng phương diện sức khỏe cũng có khá nhiều điểm cần lưu tâm tháng này bạn nên chú ý giải tỏa tinh thần kịp thời để tháo gỡ suy tư do áp lực công việc tài chính ngoài ra tuổi dậu tốt nhất nên hạn chế đi xa trong trường hợp bắt buộc nên chọn ngày tốt hướng vượng để xuất hành cho thuận lợi 11. Tuổi tuất tháng 3 năm 2024 được lục hợp chống lưng, nhưng tuất lại bị nhiều hung tinh rình dập, công việc trước thuận sau nghịch, làm gì cũng phải nhìn trước khó sau. Tính toán và kiểm tra cẩn thận để tránh sai một ly đi một giảm. Tuy hung hiểm tiềm tàng vẫn có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh có thể tận dụng cơ hội thừa thắng sông lên. Tài lộc duy trì ở mức ổn định. Thu chi cân đối, làm ăn buôn bán túc tắc vẫn có hưởng lộc trời ban nhưng chưa nhiều, lúc khó khăn cần kiên trì đừng bỏ dở giữa trường. Đề phòng tiểu hao cản trở đường làm ăn. Cẩn trọng trong hợp tác với những người không hợp mệnh kẻo gặp tình huống bị trở mặt lừa lọc. Phương diện tình cảm lại khá sáng. Tháng này tất có đào hoa nhập mệnh. Thích hợp cho người độc thân tìm nửa kia, các cặp đôi cũng có thể tính chuyện kết hôn nguyệt lệnh lâm dưỡng rất thuận lợi cho các cặp vợ chồng vun vén mái ấm gia đình khi cả hai đồng lòng thì không sóng gió nào có thể phá hoại hạnh phúc của bạn sức khỏe bình ổn không có triệu chứng bệnh tật nào phải lo lắng một số triệu chứng khó chịu thường hay mắc phải như đau đầu ngủ không sâu giấc sẽ biến mất nếu bạn tiếp tục cân bằng được trạng thái tâm lý giữ tinh thần thoải mái 12. Tuổi hợi tháng 3 năm 2020 tư vận may sự nghiệp của người tuổi hợi tháng này rất tốt. Bạn có thể nhận được một số cơ hội phát triển nghề nghiệp như thăng chức, tăng lương hoặc chuyển sang các vị trí có tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể phải đối mặt với những vấn đề kèm theo khi điều chuyển nhân sự hoặc gặp xáo trộn về tổ chức. Tháng này cần thắt chặt sự hợp tác và các mối quan hệ công việc tài chính ổn định cũng có thể coi là dư giả nhưng nguồn thu chủ đạo của bạn vẫn là công việc hiện tại vì thế nên tập trung phát triển hơn là ôm đồm nhiều việc lặt vặt khác các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra nhẹ nhàng nhiều chuyển biến tích cực bạn có thể yên tâm duy trì hoạt động buôn bán kinh doanh hiện tại về mặt tình cảm, bạn cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm vợ, chồng, con cái và cha mẹ, họ hàng thân thiết. Vận đào hoa của người độc thân cũng dần vượng, nhân dịp này nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Tháng này vẫn cần lưu ý hung tinh ngũ quỷ có thể gây ra tai nạn bất ngờ, tuổi hợi cần thận trọng kẻo gặp họa huyết quang, và vấp bất ngờ.